Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử nhạc sĩ Hoàng Trang. Hoàng Trang sinh năm 1938, mất năm 2011, là một nhạc sĩ ở miền Nam Việt Nam trước những năm 1975. Tên tuổi của ông gắn liền với ca khúc Không Bao Giờ Quên Anh. Hoàng Trang tên thật là Trần Văn Phát, sinh năm 1938 tại xã Thanh Tân, tỉnh Bến Tre. Nghệ danh Hoàng Trang, Hoa Trang Vàng là do lúc nhỏ ông sống ở quê nội chợ mới Gò Công, Tiền Giang. Hình ảnh Hoa Trang Vàng đã đi sâu vào trong tiềm thức nên sau này ông đã lấy Hoa Trang Vàng đặt làm nghệ danh. Ông còn có các nghệ danh khác như Triết Giang, Trần Nguyên Thủy, Thiên Tường, Hồng Đạt. Ông cùng với thế hệ các nhạc sĩ như Mạc Thế Nhân, Thanh Sơn, Trần Thiện Thanh, Trúc Phương, Anh Việt Thu. Năm 1965, nhạc sĩ Hoàng Trang lập gia đình với con gái thứ hai của ông, Tám Oanh, trụ đĩa nhạc Sóng Asia. Đến nay, ông đã có 4 người con trai, 3 trai, 1 gái. Do lâm trọng bệnh, ông đã qua đời vào ngày 18 tháng 8 năm 2011 tại Tư Gia ở Sài Gòn và được an táng tại Nghĩa Trang Công viên Bình Dương. Về sự nghiệp sáng tác, tài năng âm nhạc của nhạc sĩ Hoàng Trang là do ông mày mò, kiên nhẫn tự học, không kinh qua trường lớp hay người thầy nào. Sự nghiệp sáng tác của ông có khoảng 100 ca khúc được viết từ năm 1963 với bài Nửa Đêm Đợi Chờ cho đến sau năm 1975. Trong đó, một số bài được công chúng đặc biệt yêu thích như Không Bao Giờ Quên Anh năm 1964, Kể Chuyện Trong Đêm năm 1966, Ước Nguyện Đầu Xuân năm 1967, Nếu Đời Không Có Anh, Tâm Sự Với Anh. Ông sáng tác Không Bao Giờ Quên Anh năm 26 tuổi, viết trong tâm trạng của người đang yêu, đồng thời đúc kết kinh nghiệm từ những cuộc tình tan vỡ. Lỡ làng nhưng đẹp và lãng mạn từ những người khác, tình khúc Không Bao Giờ Quên Anh vừa được ra đời đã được hãng đĩa Việt Nam mua. Ca sĩ đầu tiên thể hiện là Phương Dung, sau đó đến ca sĩ Hương Lan rồi Giao Linh. Nhạc sĩ Hoàng Trang đã than thở: gần đây ở một số nhà hàng hát với nhau thường xuất hiện một người đàn ông khoảng 70 tuổi, ốm cao, nói giọng Huế, luôn nổ mình là nhạc sĩ Hoàng Trang. Theo nhạc sĩ Hàn Châu nói thì nghệ danh Hàn Châu do nhạc sĩ Hoàng Trang đặt cho ông khi cả hai viết từ chung ca khúc Ngõ Hồn Qua Đêm đề tên Triết Giang Hàn Châu. Về các tác phẩm của ông: Anh Vẫn Còn Cô Đơn, Ăn Năn, Bão Biển, Chiều Tím Nghĩa Trang, Chiều Về Khu Chiến, Chuyện Tình Nhiều, Chùm Gửi, Cung Buồn Tháng Hạ, Căn Phần, Dư Ảnh Tình Yêu, Đêm Du Điệu Nhớ, Đêm Thánh Buồn, Đêm Trăng Miền Thơ Ấu, Điệu Trầm Tháng Tám, Đối Diện Đêm Đèn, Đừng Quên Chuyện Chúng Mình, Đường Bay Mùa Ly Loạn, Giá Lạnh, Giọt Buồn Quê Hương, Giọt Đắng, Giọt Sầu Trong Mắt Ai, Hái Lộc Đầu Năm, Hoa Tím Bằng Lăng, Hứa Thương Anh, Khép Cửa, Không Bao Giờ Quên Anh, Không Xa Nhau, Khổ Quá, Kể Chuyện Trong Đêm, Kể Từ Đó, Kỷ Niệm Sinh Nhật Anh, Lời 20, Lời Cuối Cho Nhau, Mang Theo Trái Tim, Màu Hoa Bí, Màu Hoa Thương Nhớ, Màu Hoa Sắc Máu, Mùa Sầu Riêng, Mùa Ta Không Có Nhau, Mùa Xuân Và Con Chim Én, Mặt Trời Đêm, Mộng Bình Thường, Mộng Trình Nhân, Mộng Cưới Em, Ngõ Hẹp Mang Tên Anh, Người Mang Mộng Ước, Người Yêu Và Sắc Áo, Ngõ Hồn Qua Đêm, Ngủ Đi Kỷ Niệm, Nhặt Từng Dấu Tình, Như Cánh Ô Môi, Nhớ Người Thương Không, Nói Với Người Yêu, Nếu Đời Không Có Anh, Nếu Đời Không Có Em, Nỗi Buồn Tuổi Trẻ, Nửa Vòng Tay Chờ Đợi, Nửa Đêm Thương Nhớ, Nửa Đêm Đợi Chờ, Nửa Đường Tình Yêu, Phiêu Buồn Tháng Tư, Rừng Thương, Sao Mình Vẫn Buồn, Sau Đêm Chiến Trận, Thương Nhớ, Trái Cấm, Trên Đỉnh Chia Ly, Tâm Sự Với Anh, Tận Cùng Nỗi Nhớ, Ước Nguyện Đầu Xuân, Vùng Không Tên, Xuân Yêu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.